Hello, xin chào tất cả anh em nha. Bữa nay là ngày 26 Tết nha anh em. Thì có anh khách ở Bắc Hàng Hòa giờ mới á. Trên tàu số vụ tùng đi 125. Đang đi thả bánh mì. Đây là cái bụng giữa đi 125 nha anh em. Tháo hồi không mọi khách. Còn đây là phần lắp ráp máy lại là bộ số. Còn đây là chi tiết của bộ nồi và ốc máy. Thì khách mình chơi full luôn nè. Dọn từ bộ nồi, bộ số lên lúc giữa và đầu lòng. Đó. Bộ nồi sau khi mình tháo ra vệ sinh sạch sẽ. Như mới luôn nè. Chuồng heo à, mới khen luôn. Thường thường bộ nồi gì là 3,1 triệu nè. Bộ nồi là 3,1 triệu. 2022 thì lướt. Chuông còn đẹp luôn nè, chuông nó vừa có bóng mà chưa có da khuyết. Cái bên này là phần cúc đạp, cúc số, thằng lằn xanh cam. Thì cách mình dọn từ cái máy của khu Chanel sang cơ cái nè, mà nó nát quá à. Giờ thay nguyên combo đó, gắp máy thả được cái tỷ anh em cũng tin tưởng từ chợ mới lên gắp máy. Đây vô bộ nồi nè, thì thời gian tới nữa thì ba cái nồi mà riêng mà đi lướt đó, nó rất là ít, nó không có nhiều nữa tại xe nó ngừng sản xuất nè, vì nồi nó còn đi 2-3 ngàn đó, chứ không còn nồi vài chục cây nữa đâu. Nồi này thì đi với dân riêng thì như diêm không làm chế cháo gì hết, tại vì khách thay lên hết giữa luôn nè. Bộ nồi bộ số nồi nồi đi nước nè, thì phải là mấy ngàn cây rồi chứ không muốn đi nhiều. Đây là sau khi gáp cái bụng giữa xong nha anh em, gáp từ dên nồi số lúc giữa bơm nhớt đó. Còn đây là hai chiếc, một chiếc bên đây thì chuẩn bị thay bộ nồi bộ số nhưng mà làm không có kịp, mà để đó mai mới làm, nhận xe của khách trước. Sau gáp máy ok nha anh em, để thử rồi máy em gu luôn. Xe này Fuji Neo sân cơ neo kim nên khách cũng chỉ lên một máy thôi, không lên cơ. Lên đầu lòng với bụng giữa nồi dơm sốt giữa nhé. Xong là hoàn thiện lên xe. Chỉ việc gấp áo lên nữa là dẹp xe cho khách. Thì ông anh này ông ở chợ mới mà ông lên tới chỗ mình cũng chợ mới mà giáp với Đồng Tháp á, mình là giáp với Lấp Giò á, lên tới chỗ mình cũng 40-50 cây nè. Nãy giờ ông lấy ông chạy thử một cái xong rồi mình đóng gói đầu cũ khách, cho khách trở về luôn. Cuối clip cũng cảm ơn anh em gần xa đã dành chút thời gian xem hết video ha. Anh em vào clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.